vào lại các anh chị ơi, không hiểu sao tự nhiên bị thoát ra. Bị thoát livestream. Nói lại về vấn đề vitamin thực phẩm chức năng, vitamin E, giống như chị bên cái livestream cũ á, vừa rồi chị có hỏi bác sĩ Ngọc là vitamin E. Vitamin E, nhiều loại vitamin khác và thực phẩm chức năng nói chung là không có thực dưỡng, không có theo quan điểm thực dưỡng. Tại vì những cái đó nó được sinh ra từ từ cái mafia y tế. Cái ngành y tế là cái ngành phục vụ cho sức khỏe các bạn ha. Thành thử ra là một cái ngành siêu lợi nhuận. Các bạn quý cái gì nhất? Các bạn đâu có quý tiền nhất, các bạn quý sức khỏe nhất. Ai cũng vậy hết trơn á. Người có tiền cũng người như không có tiền, người nghèo cũng như người giàu. Người có tiền thì vẫn ưu tiên sức khỏe để mình có sức mình kiếm tiền tiếp. Còn người không có tiền thì cũng ưu tiên sức khỏe để mình có sức để mình kiếm tiền, mình nuôi gia đình. Thành thử quá trời, cái ngành đó là ngành siêu lợi nhuận. Cho nên là nó sẽ có nhiều mafia y tế. Từ đó mới nảy sinh ra là cái gì các bạn? Thuốc, dược phẩm. Trước tiên là thuốc, dược phẩm, sau đó thực phẩm chức năng. Thì họ cố tình phớt lờ và đè bẹp cái quan điểm tự chữa lành. Họ đâu có giúp các bạn khai mở tiềm năng tự chữa lành của các bạn làm chi. Bạn khai mở xong sao họ bán thuốc? Bạn khai mở xong sao họ bắt các bạn đi vô phòng mổ mổ được? Và những mafia ấy đè bẹp, gọi là truy cùng giết tận á, những cái người bác sĩ mà giúp các bạn, hướng dẫn các bạn phương pháp tự chữa lành. Cho nên trở lại là vitamin E và thực phẩm chức năng là cái thật sự không cần thiết. Và khi nó vô cơ thể chúng ta đó, với một cái hàm lượng đột ngột nó tăng vọt lên như vậy á, nó không có tự nhiên, nó không có thiên nhiên, mà nó gây cho chúng ta bị sốc chuyển hóa. Nó cho chúng ta lợi 1 mà nó hại chúng ta 10. À, nó cho chúng ta một chút vitamin nè, cho da nè, cho mắt nè, cho tóc nè. Nhưng mà nó gây luôn mất cân bằng cái hệ miễn dịch và cái hệ chuyển hóa. Mà cái điều đó cơ thể chúng ta nó không có nói cho mình được. Nó không có nói đừng cho tôi cái đó nữa. À, tôi đang bị là xáo trộn trong này nè, chúng tôi đang rất là mệt mỏi trong cái việc xử lý cái hàm lượng quá cao mà các bạn đã nạp vào. Tất cả những cái gì cần thiết cho các bạn nó nằm trong tất cả các loại rau, tất cả các loại trái cây, tất cả các loại đậu, tất cả các loại hạt. Các bạn chỉ việc bổ sung một cái là vitamin B12 thôi. Còn ngoài ra các bạn đừng bổ sung nữa. Các bạn bỏ vô nữa là các bạn dư á. Cái mà các bạn cần loại bỏ ra khỏi bữa ăn của chúng ta càng nhiều càng tốt, đó là thịt, trứng, sữa bò. Đương nhiên là các bạn không có bỏ ra cùng lúc, không phải là ngày mai đùng một cái không ăn gì hết, chỉ ăn chay. Tôi chưa bao giờ khuyến khích các bạn làm điều đó hết trơn á. Cho mình một kế hoạch 6 tháng nha, cho cái việc chuyển đổi chế độ ăn. Các bạn theo chế độ ăn nào cũng được, miễn là nó thuần chay và thực dưỡng. Giờ cho chúng ta 6 tháng nè, giờ sẽ đặt mục tiêu tháng đầu tiên đi nha. Đầu tiên mỗi tuần mình sẽ có trọn vẹn một ngày ăn thực dưỡng. 6 ngày kia ăn với gia đình, ăn bình thường. Nhưng trong cái 6 ngày ăn bình thường, mình giảm cái lượng protein từ động vật lại, mình giảm cái đường lại, đường tinh luyện, mình giảm cái dầu ăn tinh luyện lại. Rồi, tuần tiếp theo, đó là nguyên một tháng rồi ha. Tháng thứ hai chúng ta sẽ bắt đầu là 1 ngày rưỡi.
Thay vì chọn một ngày thì chúng ta là một ngày rưỡi đi, thêm một buổi của ngày hôm sau nữa chúng ta ăn thực dưỡng, là những ngày còn lại ăn với gia đình nhân chúng ta tự ý thức, chúng ta nêm cái bột nêm thực dưỡng nè, chúng ta bớt cái lượng thịt với gia đình nè, chúng ta thêm cái bữa nấm bữa rau lên nè, rồi chúng ta hoàn thiện được cái tháng thứ hai. Tháng thứ ba mỗi tuần chúng ta sẽ có 2 ngày trọn vẹn thuần chay thực dưỡng, và những ngày còn lại y như vậy, chúng ta vẫn có thịt thịt cá cho gia đình nhân chúng ta. Bây giờ chúng ta không có dùng đồ nêm nữa, mua siêu thị nữa, chúng ta xài cái đồ nêm thực dưỡng luôn. Xong tháng thứ ba, tháng thứ tư chúng ta sẽ có 2 ngày rưỡi ăn thực dưỡng cho gia đình. Tháng thứ năm chúng ta có trọn 3 ngày ăn thực dưỡng. Tháng thứ sáu chúng ta có 3 ngày rưỡi ăn thực dưỡng. Đúng 6 tháng các bạn có những bữa thực dưỡng 50% là quá tuyệt vời cho sức khỏe rồi. Là đó là dành cho những người là đó là dành cho những người chúng ta phòng bệnh nha các bạn nha. Là chúng ta đạt được cái 50% số bữa thực dưỡng thuần chay để phòng bệnh giống như tôi bây giờ. Nhưng các anh chị đã có ung thư rồi thì chúng ta sẽ có 6 tháng nghiêm túc hơn. 6 tháng của các bạn, sau 6 tháng các bạn sẽ đạt được là thuần chay 100% nha các bạn. Rồi, đó là cái chuyển hóa từ từ. Còn những vị mà nói về thực dưỡng mà cứ ép người ta lập tức á, ép liền á, là các bạn biết làm sao, dẫn tới một cái stress về tâm lý. Mình còn nhanh bỏ cuộc nữa nha các bạn. Cho nên bây giờ các bạn cứ hỏi bác sĩ Ngọc hoài một cái câu, đi khám bệnh nằm xuống khám bệnh mà cứ hỏi em ăn cái này được không, em ăn cái kia được không, em uống cái này được không. Thật ra là các bạn ăn uống cái gì cũng được hết trơn, nhưng mà các bạn muốn sức khỏe của bạn như nào, các bạn muốn sức khỏe bạn tốt dần lên thì các bạn thực hiện chế độ thực dưỡng thuần chay từ từ. Thì là trong những ngày các bạn mà ăn thuần chay thì các bạn không được sử dụng những cái món đó, còn những cái ngày mà các bạn vẫn vẫn chưa thực hiện thuần chay được, các bạn vẫn ăn uống với gia đình thì các bạn cứ ăn những cái gì các bạn muốn. Nguyễn Thu ăn thực dưỡng những món gì à, thực dưỡng hả, nấm kho ví dụ vậy, tảo xoắn xào ví dụ vậy, cơm ngũ sắc, cơm đậu gà, cơm đậu xanh, cơm gạo lứt, nhiều lắm. Nhưng mà cái nguyên liệu để tạo nên những cái món của các bạn nó phải từ thực vật và nó được nêm những gia vị thực dưỡng vậy thôi. Giờ còn nếu nó hỏi những món thì tới hàng ngàn món sao bác sĩ Ngọc liệt kê được. Nguyên liệu của các bạn là thực vật và được nêm bởi bộ đồ nêm thực dưỡng, đó là thực dưỡng. Ani, thay đổi sao bọc uống omega 3 hàng ngày có sao không ạ? À, bác sĩ không có uống hàng ngày, em uống vừa đủ thôi, em uống 2 tháng là tối đa. Em cho là em thiếu cái omega 3 đó, nhưng mà thật chất là omega nó nằm trong cá, nó nằm trong một số cái loại thực vật mà mình đi tìm hiểu, nó nằm trong cái loại đậu, loại hạt gì mình ăn đậu hạt đó là cũng được rồi. Còn tự nhiên uống một viên toàn là omega 3 vô là tự nhiên trong cơ thể tự nhiên đột ngột nó tăng cái lượng đó, nó làm mất quân bình các chất trong cơ thể. Nami, em siêu âm vú, hình như là Navi hỏi bác sĩ Ngọc cái câu này rồi mà ta trả lời rồi đó chứ không phải không đâu. Bác sĩ Ngọc nhiều người comment chứ mà vẫn nhớ, vẫn nhớ đó. Thay đổi sơ bọc giãn mãn sơ, không nên uống dầu hoa anh thảo.
Nguyễn Loan. Thay vì em uống dầu hoa anh thảo thì em tự nấu sữa đậu nành em uống đi Nguyễn Loan. Mọi người lại sợ estrogen thực vật, nhưng mà lại nạp vô cho mình cái estrogen từ động vật. Trong cái dầu hoa anh thảo nó có estrogen, nhưng mà trong đậu nành mình tự nấu á, đậu nành tươi á, đậu nành mình mua hạt về mình tự ngâm mình tự nấu á, là nó có estrogen thực vật, estrogen thực dưỡng, estrogen thuần chai. Estrogen đó là isoflavon, phenoestrogen. Thì các bạn lại dễ đành đạch lên seno, nói không với nó. Các bạn đi kiếm Angela uống, sâm Angela uống, các bạn đi kiếm hoa anh thảo uống, nó còn hại nhiều hơn là cái sữa, cái đậu nành do mình tự nấu nữa. Nói chung là chị Hương Nguyễn à, vấn là thực dưỡng là nó cứ đi về cái thiên nhiên, cái thời tiền sử vậy đó. Mà thời tiền sử là không có điện, không có từ gì hết á. Nhưng mà trong cái điều kiện hiện giờ chúng ta thì nói chung là chúng ta áp dụng được 80-90% là mừng rồi. Còn làm sao mà để có cái nhiệt để nấu ăn á, thì nói chung là mình bỏ qua bớt. Đương nhiên là nấu bằng nồi đất thì là hoàn hảo ha. Nhưng giờ đâu có phải ai cũng có được cái điều đó đâu. Ta ở nhà chung cư, ta ở căn hộ, có chỗ đâu mà để quạt lò than. Thành thử là mình có thể là mình giảm nhẹ cái điều đó. Mình thực dưỡng 100% không được thì mình ráng mình đáp ứng 50% là mừng rồi. Lưu Thị Mỹ Dung luôn luôn phải đem giấy tờ cũ theo để bác sĩ Ngọc xem cái vấn đề mới của mình là mình đã biết từ trước đó chưa. Nếu mà cái vấn đề mới hôm mà mình khám á, nó khác với vấn đề cũ là mình phải có cái hướng của mình nó sẽ khác. Còn nếu nó đờ xem nó giống nhau thì là không có gì thay đổi, mình tiếp tục theo dõi định kỳ. Còn thật ra thì bác sĩ Ngọc cũng có lưu hồ sơ, nhưng mà khi mà nó quá đầy á, nó làm phần mềm chậm á, thì là tôi sẽ đổ ra, chứ tôi không có lưu lại trong đó lâu. Như vậy thì thành thử ra là không có coi được hồ sơ cũ. Chị Tô Ngọc Yến nói rồi, nó đúng, Herbalife, ok không chị?